Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ví tiền là một trong những vật dụng bất ly thân, không thể thiếu của chúng ta mỗi khi ra đường. Ví tiền còn tượng trưng cho tài lộc, của cải của chủ nhân, do đó cũng có nhiều điều đại kỵ khi dùng ví để tránh tiền một đi không trở lại. Tuy nhiên, đa số mọi người hiện nay đều mắc phải những sai lầm phổ biến khi dùng ví, khiến tiền tài hao hụt, tài lộc lần lượt ra đi. Vậy đó là những đại kỵ nào và cách dùng ví ra sao để tiền bạc luôn đầy ắp? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Thứ nhất, không nên để hóa đơn trong ví. Thói quen của khá nhiều người là sau khi thanh toán một khoản tiền nào đó, tiện tay nhét hóa đơn vào trong ví. Thói quen này không hề tốt cho phong thủy ví tiền của bạn, bởi nó chứng tỏ bạn lúc nào cũng phải chi tiền, không giữ lại được tiền bạc trong ví lâu dài. Những hóa đơn thanh toán kia chính là vật kích thích tiền bạc chi ra nhiều hơn thu vào. Chính vì vậy, bạn cần vứt ngay những thứ hao tài này ra khỏi ví tiền của mình để hút tài lộc vào nhà. Nếu muốn lưu lại các hóa đơn, bạn có thể đựng chúng trong túi riêng hoặc kẹp vào quyển sổ chi tiêu. Thứ hai, cần tránh để mọi thứ lộn xộn trong ví. Những thứ lộn xộn, tiền cũ, sách hay hóa đơn mua hàng từ lâu để ở trong ví sẽ làm tiền trong ví giảm hụt chứ không tăng lên. Bạn nên thường xuyên dọn sạch ví, làm mới ví tiền thì mới không làm tắc nghẽn sự lưu thông của nguồn năng lượng tích cực vào ví. Nếu dùng ví vải thì nên được vệ sinh sạch sẽ bằng cách giặt để giữ độ bền, độ mới. Nếu như ví tiền của bạn có những vết rách, bạn hãy nhanh chóng sửa ngay lập tức. Đối với ví da, bạn có thể làm mới ở các tiệm chuyên nghiệp. Việc vệ sinh ví định kỳ không chỉ giúp tăng tuổi thọ, kéo dài độ bền và sử dụng ví lâu hơn, đồng thời giúp kéo dài vận may cho bản thân. Bên cạnh đó, bạn không nên vứt ví lộn xộn, tùy tiện. Sử dụng ví tiền cũng là một trong những biện pháp phong thủy giúp tăng tài lộc cho bản thân. Ví tiền được xem là hiện thân của vận may nên cần thể hiện sự trân trọng món đồ này. Thứ ba, không nên để ví rỗng. Để ví tiền rỗng là một trong những điều kỵ trong phong thủy. Dù ít hay nhiều, bạn cũng nên để tiền trong ví. Xét về mặt tâm lý, trong ví có tiền sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn trong bất cứ tình huống nào. Còn xét về mặt phong thủy thì tiền trong ví sẽ giúp hút thêm tài lộc cho chủ nhân. Nếu mang theo một chiếc ví rỗng ra ngoài sẽ khiến chủ nhân cảm thấy không an toàn khi đi ra đường. Bạn nên để cho tất cả các ngăn của ví đều có tiền, không quan trọng giá trị số tiền là bao nhiêu, chỉ cần trong các ngăn đều có tiền là được. Điều này có ý nghĩa là kho tài lộc lúc nào cũng đầy, không bao giờ sợ thiếu thốn. Thứ tư, cần kiêng dùng ví đã qua sử dụng. Nhiều người có thói quen mua đồ đã qua sử dụng vì giá thành rẻ, tuy nhiên với ví tiền thì tuyệt đối không nên. Theo phong thủy, một chiếc ví cũ không phải là vật đem lại may mắn, bởi năng lượng của người chủ cũ nằm trong ví sẽ ảnh hưởng đến bạn. Bạn không thể biết đó là nguồn năng lượng tốt hay xấu, do đó tốt nhất hãy mua một chiếc ví mới thay vì sử dụng ví cũ của người khác. Ngoài ra, bạn cũng không nên đem cho chiếc ví cũ của mình, bởi vì nếu bạn cho nó đi thì tiền tài của bạn cũng theo đó mà bị giảm sút. Thứ năm, cần tránh lựa chọn ví sai kích thước, kiểu dáng. Để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, rất nhiều loại ví mới với mẫu mã từ đơn giản đến phức tạp được ra đời. Mỗi dáng ví luôn có những ưu nhược điểm riêng, có mẫu thuận tiện để lưu trữ tiền mặt, có chiếc, có thiết kế đơn giản và tiện cho việc sử dụng thẻ, các loại thẻ. Nhìn chung, mỗi chiếc ví đựng tiền đều thể hiện được phong cách và thu hút may mắn một cách khác nhau. Nhiều người thích lựa chọn các dáng ví ngắn, ví dáng lỡ hay thậm chí là ví mini để thuận tiện cho việc để trong túi.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, các loại ví này có nhược điểm là khiến tiền bị gấp lại hàng ngày và không được phẳng phiu. Trên thực tế, điều này không tốt cho việc tích tụ tài lộc, bởi tiền giấy cần phải được giữ thẳng là tốt nhất. Do đó, tốt hơn là bạn nên sử dụng dáng ví dài. Như vậy, tiền nằm trong ví sẽ luôn phẳng và không nhăn nheo, gãy rách. Nhờ đó mà tài lộc dễ được thu hút, nhanh gia tăng và ngầm khẳng định rằng may mắn không hề bị hao hụt trong quá trình lưu trữ và sử dụng. Thứ sáu, không nên dùng ví có màu sắc không phù hợp. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau và phù hợp với những đối tượng khác nhau. Thế nên nếu bạn chọn ví sai màu thì có thể chính màu sắc ấy ảnh hưởng tới tiền bạc còn lại của bạn sau mỗi tháng đó. Cụ thể hơn thì trong ngũ hành, mộc ứng với màu xanh lục, màu sắc may mắn với tiền bạc, tượng trưng cho sự sinh trưởng phát triển. Nên khi bạn mua ví màu xanh lục, năng lượng tích cực sẽ kéo đến giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để tăng khoản thu nhập hiện tại. Thủy ứng với màu đen và màu xanh nước biển khá thích hợp cho những người làm kinh doanh vì nó là yếu tố cần thiết mang lại sự phát triển mở rộng. Tương tự thì màu nâu sẽ tượng trưng cho thổ, mang tính ổn định về mọi mặt, khá thích hợp với các đối tượng làm công ăn lương, hàng tháng tiết kiệm, công việc không có tính chất mạo hiểm thay đổi. Ngoài ra tốt nhất hãy tránh xa các màu đỏ, tím, trắng, bạc vì chúng đại diện cho yếu tố hỏa và kim. Đây thực sự là hai yếu tố không tốt cho tiền tài vì lửa sẽ đốt vận may tài lộc. Còn kim mặc dù tượng trưng cho sự giàu có nhưng bạn không thể tiết kiệm được tiền. Làm ra bao nhiêu bạn tiêu bấy nhiêu, không bao giờ dư nổi một xu. Thứ bảy, nên tránh dùng ví quá cầu kỳ. Đặc biệt ví tiền là một trong những món đồ được coi là vật bất ly thân. Với đa số người, để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, rất nhiều loại ví với mẫu mã từ đơn giản đến phức tạp được ra đời. Nhiều người cho rằng việc chọn ví chỉ cần phù hợp với sở thích mà quên mất nó liên quan trực tiếp đến tài vận của bản thân. Những ví được thiết kế quá cầu kỳ, đặc biệt sẽ khiến tài vận của chủ nhân không được ổn định, nên chẳng được mấy người thích thú. Khi dùng chiếc ví này, nếu diện tích không đủ thì tiền bạc cũng không được phẳng phiu mà sẽ bị nhăn nheo, có nếp gấp gây khó khăn khi làm ăn. Kiểu dáng ví nên chọn loại đơn giản là tốt nhất, hoặc có nếp gấp thì cũng cần đều nhau để giữ tiền luôn phẳng phiu. Quan niệm phong thủy cho rằng tiền trong ví nếu phẳng phiu thì con đường mà tiền bạc đến với bạn cũng bằng phẳng và dễ dàng hơn rất nhiều. Các loại chuyên gia phong thủy cho rằng bạn chỉ nên chọn những chiếc ví hình chữ nhật vì nó có thể cân bằng lại nguồn năng lượng, mang tới cảm giác an toàn, ổn định cho mọi người. Sự ổn định của hình chữ nhật sẽ giúp ổn định tiền bạc của chủ nhân. Ngược lại, ví hình tròn là biểu hiện của vận xấu về đường tài lộc sau này. Cuối cùng, gia chủ không nên để tiền lẻ vào ví mới. Nếu vừa mua một chiếc ví mới, bạn không nên bỏ tiền lẻ vào trong đó. Hãy để những tờ tiền có mệnh giá lớn, càng nhiều càng tốt để khai vận cho tài khí của chính mình. Bạn phải cư xử tốt với chiếc ví của mình nếu mong muốn nhận được sự đáp trả tương tự của nó với bạn. Hãy dành một vị trí đặc biệt trong nhà cho chiếc ví và đặt ví ở chỗ đó mỗi khi bạn trở về nhà. Chiếc ví sẽ nhận thấy sự trân trọng của bạn dành cho nó. Một khi bạn học được cách đánh giá cao chiếc ví của mình, nó sẽ có xu hướng thu hút nhiều tiền đến với bạn. Ngoài ra, theo phong thủy ví tiền, bạn không nên chỉ để tiền trong một ngăn. Để tiền ở một chỗ tạo nên sự trống rỗng ở các ngăn khác. Điều này đồng nghĩa với việc cản trở tài lộc vào ví. Còn nếu như để tiền ở tất cả các ngăn, tiền bạc sẽ ngày càng tăng lên và chủ nhân của chiếc ví sẽ ngày càng giàu có. Quý vị thân mến, trên đây là những đại kỵ cần tránh khi sử dụng ví hàng ngày để tránh rước họa vào thân. Ví tiền mang ý nghĩa thu hút tài lộc nên chắc chắn nó sẽ mang lại một năng lượng của sự giàu có. Vì vậy, để phát huy ý nghĩa phong thủy này, bên cạnh những điều cần tránh, gia chủ cũng cần lưu tâm đến một số nguyên tắc khi lựa chọn và sắp xếp ví của mình.
Sau đây là những gợi ý giúp mang lại may mắn, tiền tài cho ví tiền theo màu sắc tương sinh với mệnh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, phong thủy ví tiền mệnh hỏa. Người mang mệnh hỏa tốt nhất nên chọn các mẫu ví mang gam màu đại diện cho chính nó. Màu ví hợp mệnh hỏa nhất là màu đỏ. Đây chính là màu sắc tượng trưng cho mệnh hỏa, máu và lửa. Vì thế khi dùng ví màu đỏ, không chỉ mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt, thu hút sức mạnh và quyền lực. Đối với người mệnh hỏa, các loại trang sức đá quý làm từ chất liệu thạch anh đỏ, đá cẩm thạch, đá mắt hổ được khuyên nên mang theo người hoặc bỏ vào trong ví bên mình. Cùng với đó, các vật dụng thủ công cũng được xếp vào mệnh hỏa. Chính vì vậy, bản thân chiếc ví da mà người mệnh hỏa mang theo cũng nên là sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn bằng tay. Ngoài ra, người mệnh hỏa nên lựa chọn những vật dụng trang trí có họa tiết mặt trời, ngọn lửa vào trong ví để góp phần tăng thêm vận khí, mang lại thuận lợi trong công việc và cuộc sống cho bản thân. Thứ hai, phong thủy ví tiền mệnh thổ. Theo thuyết về ngũ hành, màu hợp với mệnh thổ tương hợp với rất nhiều màu sắc phong phú và tương sinh với những gam màu như đỏ, hồng, tím, cam và trắng, xám, bạc, vàng và nâu. Màu đỏ tím là gam màu mang mệnh hỏa. Và cũng bởi vì hỏa sinh thổ, do đó gam màu đỏ là màu tương sinh mệnh thổ. Gam màu đỏ này gắn liền với sự mạnh mẽ, may mắn, cũng như biểu trưng cho quyền lực của người sở hữu. Ngược lại, với những gam màu trên, mệnh thổ khắc màu gì cũng là đều cần phải quan tâm. Những gam màu tương khắc như màu xanh lá, đen, xanh nước biển cực kỳ tương khắc với chủ nhân mệnh thổ. Đây là những gam màu tượng trưng cho mệnh mộc, thủy có tính xung khắc với mệnh thổ nên đem đến nguồn năng lượng tiêu cực, không may mắn từ công danh cho đến đường tình duyên của chủ nhân. Thứ ba, phong thủy ví tiền mệnh thủy. Mệnh thủy hãy ưu tiên những màu sắc tương hợp với bản mệnh như kim, kim sinh thủy và mộc, thủy sinh mộc. Biểu đồ gam màu tương sinh dưới đây sẽ đại diện cho nguồn năng lượng, giúp mệnh thủy được tài lộc, sức khỏe dồi dào hơn. Màu xanh dương và đen gắn liền với dòng chảy của nước. Vì thế khi sử dụng các ví có màu sắc xanh dương và đen sẽ đem đến sự may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp lẫn tình duyên, giúp cuộc sống êm đềm, ấm no. Nhất là đối với những người đang kinh doanh đầu tư, khi chọn ví da màu đen sẽ hỗ trợ bạn may mắn như cá gặp nước. Ngoài ra, hai gam màu này còn mang tới phong cách thời trang sang trọng, lịch lãm. Mệnh thủy mà còn phải quan tâm đến các đồ vật được bỏ trong ví. Theo các bậc thầy phong thủy thì người có mệnh thủy nên đem theo những món đồ được làm bằng vàng, bạc bên mình. Bởi vì vàng và bạc thuộc mệnh kim, mệnh kim có sự kết nối cũng như tương sinh tương hợp với thủy. Do đó người thuộc mệnh thủy nên mang theo những vật dụng này bên trong ví tiền của mình. Thứ tư, phong thủy ví tiền mệnh kim. Người mệnh kim rất hợp với mệnh thổ, thổ sinh kim. Mà màu tượng trưng cho mệnh thổ là màu của đất mẹ, vàng, nâu. Vì vậy người mang mệnh kim rất hợp với màu vàng ánh kim. Không chỉ vậy, màu vàng ánh kim còn mang lại phong cách thẩm mỹ, sang trọng, quý phái. Vì vậy chọn ví màu vàng sẽ vô cùng hợp phong thủy. Màu xám rất hợp với người mệnh kim. Ngoài ra màu xám còn tốt cho cung tử, tức và quý nhân hoặc quan lộc. Màu trắng cũng được xem là màu bản mệnh của người mang mệnh kim. Trắng là màu tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, là màu của sự hoàn thiện, dung hòa của các màu trong cuộc sống. Nếu bạn thuộc mệnh kim hoặc đang có ý định tặng ví cho người mệnh kim thì tốt nhất nên tránh những màu như màu hồng, màu đỏ, vì đây là những màu tương ứng với mệnh hỏa, mà hỏa thì lại khắc kim. Mang ví màu hồng và đỏ, người mệnh kim sẽ không thuận lợi, gặp may mắn trong đường tiền bạc. Thứ năm, phong thủy ví tiền mệnh mộc. Người mệnh mộc nên chọn các mẫu ví có gam màu đại diện cho chính cái tên của nó hoặc các màu biểu trưng cho mệnh thủy, thủy sinh mộc. Cùng với đó, các loại ví có những màu như đen, tím, xanh biển và các gam màu xanh, lá,
luôn là lựa chọn tốt nhất và mỗi màu đều mang một ý nghĩa tốt khác nhau cho chủ nhân. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây. Gam màu đen là màu đặc trưng cho người mang mệnh mộc, tượng trưng cho sự huyền bí và quyền lực, thu hút nguồn năng lượng tích cực, xua đi năng lượng tiêu cực cho chủ nhân. Ngoài ra còn mang lại may mắn trên con đường công danh sự nghiệp về sau. Không chỉ là màu ví hợp phong thủy cho người mệnh mộc, ví đen còn mang đến sự sang trọng trong phong cách lịch lãm cho quý ông. Theo quy luật tương sinh, cây cối hấp thụ nước mà lớn lên và phát triển. Vì vậy gia chủ nên để những đồ vật có yếu tố nước để góp phần làm cho con đường sự nghiệp của gia chủ trở nên thuận lợi hơn. Những vật đó có thể là viên đá được tạc thành hình giọt nước. Ví đựng tiền là một vật phẩm phong thủy cực kỳ quan trọng. Vì vậy tốt hơn hết là bạn nên nắm kỹ những mẹo phong thủy ví đựng tiền trên đây. Nếu muốn tiền bạc của bản thân luôn được đầy ắp, hơn nữa hãy luôn nhớ rằng việc duy trì một tâm trạng tích cực và tư duy giàu có cũng là yếu tố quan trọng để thu hút tiền bạc vào cuộc sống của bạn. Hãy áp dụng những nguyên tắc này và tin tưởng rằng ví của bạn sẽ không bao giờ cạn tiền, tiền sẽ luôn vào ví như nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.